Kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đá ngọc ngũ sắc, hồng ngọc, sapphire, những loại đá tự nhiên và cả những sản phẩm chế tác tinh xảo quý hiếm lần đầu tiên ra mắt công chúng và người đam mê đá quý trong tuần lễ trưng bày triển lãm đá quý tại quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 12 năm 2018. Sự kiện quy tụ hơn 60 gian hàng của các nghệ nhân, doanh nhân trong lĩnh vực sưu tập chế tác đá quý với hàng ngàn sản phẩm được trưng bày. Tại khu vực trưng bày, người dân, công chúng và những người đam mê đá quý sẽ lần đầu tiên được nhìn tận mắt thiên thạch đổi màu kỳ ảo, ngọc ngũ sắc quý điêu khắc tinh vi đã đấu giá thành công mang về từ nước ngoài cũng như rất nhiều loại đá quý khác. Tuần lễ trưng bày triển lãm đá quý lần đầu tiên được tổ chức tại đây được xem như là một sân chơi lớn để các nhà sưu tập, các doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những tác phẩm đá quý.